Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 8 tháng 3 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Mến chúc các bạn ngày mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong công việc. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 8 tháng 3 duy trì ổn định tại thị trường trong nước. Trên thị trường thế giới, theo ghi nhận tại sàn Kochi Ấn Độ, giá thị trường hiện tại của các loại gia vị chính đối với hạt tiêu chưa phân chia và hạt tiêu cắt xén trong ngày 7 tháng 3 vẫn duy trì ổn định ở mức 515 rupee 1 kg và 535 rupee 1 kg. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, áp dụng đến ngày 8 tháng 3, 1 rupee là 296,34 đồng Việt Nam. Hiện giá hồ tiêu tại thị trường này tương đương với mức giá là 152.700 đồng tới 158.500 đồng 1 kg, duy trì ổn định so với phiên cuối tuần trước. Trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận ngày 7 tháng 3, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm nhẹ. Còn tại các quốc gia khác thì vẫn duy trì ổn định so với cuối tuần trước. Cụ thể, kết thúc ngày 7 tháng 3, giá hạt tiêu đen xuất khẩu của Indonesia giảm đi 9 USD trên tấn, hiện có mức giá là 4.203 USD trên tấn. Giá hạt tiêu đen xuất khẩu của Brazil vẫn duy trì ở mức là 3.950 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá hạt tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định ở mức 5.900 USD trên tấn. Giá hạt tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít vẫn ổn định ở mức 3.950 USD trên tấn và 4.150 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam đang có mức giá là 89.900 đồng và 94.400 đồng 1 kg. Đối với giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia, trong ngày 7 tháng 3 ghi nhận giảm đi 14 USD trên tấn, hiện có mức giá là 6.961 USD trên tấn. Giá tiêu trắng của Malaysia và Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức là 7.600 USD trên tấn và 5.950 USD trên tấn. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận giá hồ tiêu duy trì ổn định với mức giá được thu mua từ 79.500 đến 82.500 đồng 1 kg. Trong đó giá tiêu cao nhất ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thấp nhất tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Phú Yên và tỉnh Đồng Nai. Sáng nay hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu thu mua cao nhất ở mức 81.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Phú Yên ổn định ở mức là 79.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu sáng nay vẫn ổn định ở mức là 82.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu duy trì ở mức là 81.500 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 79.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, dự báo giá hạt tiêu thế giới sẽ tiếp tục tăng do sản lượng giảm và chi phí vận chuyển tăng cao. Cho dù Việt Nam bước vào vụ thu hoạch rộ, giúp nguồn cung dồi dào. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 8 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.